Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Với tiềm lực tài chính của mình, hè 2019, MU tiếp tục bỏ ra số tiền không nhỏ để chiêu mộ những cầu thủ tài năng nhằm khôi phục lại đế chế của mình. Chính vì vậy, Wan-Bissaka hay Maguire đều nằm trong top này. 8 cái tên còn lại là những ai? Hãy cùng bàn thắng vàng đến với video top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử MU tính đến hết hè 2019 nhé! Nemanja Matic, 44,7 triệu euro. Gia nhập Manchester United thực sự là cuộc tái hợp thú vị của Matic với huấn luyện viên Mourinho nếu biết rằng vào năm 2014, chính cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Chelsea là người đưa Matic về Chelsea với mức giá kỷ lục khi đó. Tuy nhiên, sau mùa giải 2018-19, tương lai của Nemanja Matic là dấu hỏi lớn khi anh đã đối mặt với những vấn đề về tuổi tác. Tiền vệ sinh năm 1988 thường xuyên dính chấn thương, đồng thời bộc lộ sự chậm chạp trong phong cách chơi bóng. Điều này làm ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh suất đá chính của tuyển thủ Serbia ở mùa giải tới đây. Juan Mata, 44,7 triệu euro. Tháng 1 năm 2014, MU bỏ ra 37,1 triệu bảng, tương đương 44,7 triệu euro để giải thoát Mata khỏi Chelsea, đồng thời biến ngôi sao này thành bản hợp đồng đắt kỷ lục trong lịch sử Old Trafford. Mata được kỳ vọng giúp MU giành vé dự Champions League, nhưng những nỗ lực của cựu sao Valencia không thể đem về vị trí top 4 chung cuộc cho Quỷ Đỏ. Kết thúc mùa giải 2018-19, Juan Mata được nhiều đội bóng theo đuổi vì chuẩn bị rời Quỷ Đỏ theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo thông tin từ 90minutes, Shanghai SC Beggar đã liên hệ và hứa trả lương 550.000 bảng mỗi tuần tới Juan Mata. Với mức đãi ngộ này, Juan Mata sẽ trở thành một trong những người hưởng lương cao nhất thế giới. Mặc dù vậy, tiền vệ người Tây Ban Nha đã từ chối lời đề nghị của câu lạc bộ bóng đá Thượng Hải SC Beggar. Hiện, cựu cầu thủ Chelsea còn gia hạn hợp đồng với MU tới năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 1988 ra sân 218 trận trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ, thi được 45 bàn thắng. Ở mùa giải năm ngoái, Juan Mata ra sân tổng cộng 32 trận, trong đó chỉ có một nửa số trận là được đá chính. Mặc dù vậy, khi được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thuyết phục và nói về kế hoạch ở mùa giải mới, tiền vệ này đã đồng ý ở lại dù trước đó anh được Barca liên hệ. Ngày 22 tháng 7 năm 2002, MU biến Ferdinand thành trung vệ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó sau khi trả cho Leeds số tiền lên tới 30 triệu bảng. Đây được xem là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử MU. Trước khi sang QPR, cựu tuyển thủ Anh giúp Quỷ Đỏ giành rất nhiều danh hiệu cao quý. Sau khi Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ vào năm 2013, Rio Ferdinand cũng rời Manchester United một năm sau đó. Tổng cộng, anh thi đấu cho Quỷ Đỏ 312 trận, giành được vô số danh hiệu, 6 Premier League, 1 FA Cup, 3 League Cup, 1 C2, 1 FIFA Club World Cup, 6 English Super Cup và 1 Champions League. Cống hiến của Rio Ferdinand cho câu lạc bộ nâng tầm anh trở thành huyền thoại không chỉ của riêng Manchester United mà còn là của bóng đá Anh. Tài năng của Rio như thế nào thì cũng không cần phải bàn nữa. Cứ nhìn cách mà MU thi đấu và ngụp lặn tại ngoại hạng Anh bây giờ mới hiểu được rất khó cho nhà hát của những giấc mơ mới có được một người như Rio. Aaron Wan-Bissaka, 55 triệu euro. Với việc Quỷ Đỏ đã chính thức công bố chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace, cầu thủ trẻ người Anh cũng đi vào lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, năm cuối anh chơi uể oải và bị xem là nguyên nhân làm chậm lối chơi của đội bóng. Wan-Bissaka đã trở thành cầu thủ người Anh đắt giá thứ nhì trong lịch sử. Về cơ bản, đây là một thương vụ chấp nhận được với Quỷ Đỏ. Wan-Bissaka là trụ cột của đội bóng đã gây ấn tượng ở ngoại hạng Anh, có quốc tịch Anh, đã chơi cho các đội U20, U21 Anh và cái giá từ 55 triệu euro là không quá đắt đỏ. Nên nhớ rằng năm 2014, một hậu vệ trái trẻ tuổi người Anh như Luke Shaw đã có giá 30 triệu bảng. Bissaka được giới chuyên môn đánh giá rất cao như khả năng phòng ngự. Cầu thủ gốc Congo sẽ ký hợp đồng 5 năm với MU kèm điều khoản gia hạn 1 năm, hưởng lương 3,5 triệu euro mỗi năm. Tuyển thủ U21 Anh sẽ nhận khoảng 80.000 đến 90.000 bảng mỗi tuần, gấp 8 đến 9 lần so với ở Palace, 10.000 bảng mỗi tuần và cao hơn cả Marcus Rashford hiện tại, 75.000 bảng mỗi tuần. Như vậy, tối đa Aaron Wan-Bissaka có thể ký 6 năm với MU,
con số hiếm có trong lịch sử đàm phán và ký hợp đồng của Quỷ Đỏ. Trường hợp gần nhất được MU ký đến 6 năm chính là tiền đạo Wayne Rooney năm 2004. 6. Fred, 59 triệu euro. Thương vụ đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018. Khi ấy, Fred được đánh giá là có tốc độ, kỹ thuật và sức bền, sẽ là một sự bổ sung lý tưởng. Ở tuổi 25, tuyển thủ người Brazil giàu kinh nghiệm hơn McTominay và có nhiều tiềm năng phát triển hơn Fellaini. Anh chơi tốt ở cả vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tiền vệ tấn công. Không ít người liên tưởng Fred với trường hợp của Fernandinho ở Man City. Tuy nhiên, kết cục sau một mùa giải, cổ động viên Man United có cảm giác bị lừa dối khi chứng kiến Fred thi đấu. Ngoại trừ trận lượt về với Paris Saint-Germain, tiền vệ người Brazil không thuyết phục được về số tiền mà đội bóng bỏ ra. Hai huấn luyện viên Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều cũng bó tay với Fred. Trong mùa đầu tiên có Fred, Man United kết thúc ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 6, thất bại ở Champions League và không giành được bất cứ danh hiệu nào. 5. Anthony Martial, 60 triệu euro. Vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2015, MU đã mua Martial và giúp tiền đạo Anthony Martial trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới khi ấy với giá 60 triệu euro. Hiện tại, sau khi Lukaku rời Old Trafford, huấn luyện viên Solskjaer quyết định trao lại chiếc áo số 9, thể hiện niềm tin của ông dành cho Anthony Martial. Ông thầy người Na Uy hy vọng chân sút người Pháp sẽ khỏa lấp chỗ trống mà Lukaku để lại khi Martial được xếp đá cao nhất trên hàng công Quỷ Đỏ mùa tới. Hướng đến mùa giải 2019-20, Solskjaer lên kế hoạch xếp Martial cùng Rashford thi đấu linh hoạt cùng nhau, tận dụng triệt để ưu thế về tốc độ và sự nhanh nhẹn nơi bộ đôi này. 4. Angel Di Maria, 75 triệu euro. Kỷ lục chuyển nhượng của Mata tồn tại khoảng 7 tháng, sau đó bị Di Maria phá vỡ hôm 26 tháng 8. Để sở hữu ngôi sao người Argentina, MU buộc phải chuyển vào tài khoản của Real khoản tiền 75 triệu euro cùng các khoản phụ. Chính thức khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại của sân Old Trafford, tiền vệ người Argentina đã có khởi đầu như mơ cùng Man United. Thế rồi, việc Van Gaal liên tục thử nghiệm đã khiến Di Maria đánh mất phong độ và tìm đường đào thoát sang Paris Saint-Germain một năm sau đó. Sau này, chính Di Maria thừa nhận anh chưa bao giờ muốn chia tay Bernabeu, nhưng vì kế hoạch đầy tham vọng của chủ tịch Florentino Perez buộc Di Maria phải chia tay màu áo trắng. Hơn thế nữa, Di Maria còn sát muối vào lòng tự hào của các cổ động viên Quỷ Đỏ khi tuyên bố bến đỗ mơ ước của mình là Paris Saint-Germain chứ không phải Man United. Đó là bài học đau đớn cho chính sách chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford, và Di Maria là cái tên hiếm hoi trở thành cái gai trong mắt các Manusian sau khi chia tay câu lạc bộ. 3. Lukaku, 84,7 triệu euro. Lukaku đã tốn của Manchester United số tiền lên đến 84,7 triệu euro trong vụ chuyển nhượng từ Everton. Và những gì anh làm được trong 2 năm qua vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của câu lạc bộ. Lukaku đã có mùa giải đầu tiên với MU phải nói là đạt yêu cầu, khi anh ghi tới 24 bàn, 7 pha kiến tạo cho MU và Mourinho trong mùa giải 2017-2018. Trong mùa giải vừa qua, Lukaku chỉ ghi được 12 bàn, không kiến tạo, sụt giảm rất nhiều so với mùa giải đầu tiên. Anh đặc biệt tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương và kỹ năng đỡ bước một tệ hại. Trong thời gian Lukaku khoác áo, Quỷ Đỏ không giành được bất cứ danh hiệu nào. Romelu Lukaku khác rất nhiều trong màu áo đội tuyển quốc gia Bỉ. Anh đang là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của họ với 48 bàn thắng. Những con số này thống kê khi Lukaku mới chỉ 26 tuổi. Tuy sa sút khá nhiều nhưng Lukaku vẫn được hai câu lạc bộ Italia là Juventus và Inter Milan quan tâm đặc biệt. Và cuối cùng, Inter đã là người chiến thắng khi chấp nhận mức giá 73 triệu bảng, tức 78 triệu euro. Tại Inter, Lukaku sẽ nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần. 2. Harry Maguire, 84,7 triệu euro. Maguire đã phá hàng loạt kỷ lục, trong đó có trung vệ đắt giá nhất mọi thời đại và ghi tên mình vào bom tấn chuyển nhượng đắt giá thứ hai lịch sử Man United chỉ sau Paul Pogba. 80 triệu bảng cho Maguire sẽ mang đến nhiều sức ép, nhưng Man United cần một sự bổ sung ngay lập tức cho hàng thủ. Và không chỉ có vậy, Maguire được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh hàng thủ của Man United. Thông tin trung vệ Maguire chính thức đầu quân cho Quỷ Đỏ thành Manchester khiến người hâm mộ đội bóng này vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Bởi lẽ, ở những mùa giải đã qua, hàng thủ là nơi mắc nhiều sai lầm, dẫn đến những bàn thua không đáng có của đội bóng này. Với Maguire, người hâm mộ Quỷ Đỏ sẽ có thể yên tâm hơn ở khâu phòng ngự của đội bóng. Với chiều cao 1m94, nặng 100kg,
tân binh của MU là một quái thú thực sự nơi hàng phòng ngự. Khả năng chống bóng bổng, phán đoán ý đồ của đối phương rồi đưa ra những tình huống cắt bóng chuẩn xác luôn là điểm mạnh của cầu thủ này. Đây là điều mà chúng ta từng được thấy ở thời điểm mà Ferdinand và Vidic còn thi đấu. Chắc chắn, Maguire sẽ là thủ lĩnh thực sự nơi hàng thủ của MU trong những mùa giải tiếp theo. Xếp ở vị trí đầu bảng là Paul Pogba, 105 triệu euro. Paul Pogba từng có quãng thời gian rèn luyện tại lò đào tạo trẻ Man United trong giai đoạn 2009-2011. Pogba ra mắt đội U18 ở chiến thắng 2-1 trước Crew Alexandra vào tháng 10 năm 2009. Dù sở hữu tiềm năng nhưng cầu thủ 26 tuổi quyết định rời khỏi sân Old Trafford vào năm 2012. 4 năm sau đó, Quỷ Đỏ quyết định mua lại anh với mức phí kỷ lục 105 triệu euro. Pogba trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải 2018-2019 sa sút dưới triều đại Jose Mourinho. Tuy nhiên, anh tỏa sáng ngay sau đó khi Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên băng ghế chỉ đạo Man United và chìm xuống ở thời gian cuối mùa. Kết thúc 38 vòng đấu Premier League mùa giải năm ngoái, Pogba sở hữu 13 bàn thắng, 9 kiến tạo. Trong top những bản hợp đồng trên, bạn thấy cầu thủ nào thành công và thất bại nhất? Hãy like video nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh Bàn Thắng Vàng để xem những clip bóng đá thú vị tiếp theo nhé!